sáng ngày 16 tháng 1 năm 2014, Hội Người Cao Tuổi Triều Sơn tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Tỉnh, đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện có liên quan. Năm 2013, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, quản lý điều hành của Ủy ban dân huyện, sự chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi Tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội người cao tuổi đã đạt được kết quả tích cực. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm thực hiện tốt. Công tác chúc thọ, mừng thọ được triển khai trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Công tác phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên nghèo, khó khăn được thực hiện kịp thời đặc biệt trong tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã tặng quà cho 932 người cao tuổi với tổng giá trị quà trên 186 triệu đồng. Phối hợp với các bệnh viện mắt và trạm y tế xã thị trấn khám tư vấn sức khỏe cho trên 4.000 lượt người cao tuổi, trong đó có 680 người được phẫu thuật thay thủy tinh thể. Các phong trào rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn phát triển rộng khắp. Kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng trong từng địa phương cơ sở. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật hội người cao tuổi huyện đạt được trong năm 2023. Thời gian tới, hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 có phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các mặt công tác qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện nhân dịp này hội nghị đã trao bằng khen của ban chấp hành trung ương hội người cao tuổi Việt Nam cho 10 tập thể 10 cá nhân tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh hội người cao tuổi triệu sơn trao bằng khen giấy khen của tỉnh hội và huyện hội cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng và công tác hội năm 2023